Tashkent là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Uzbekistan và lớn nhất ở Trung Á. Thủ đô hưng thịnh và trẻ trung là một biên niên sử phong phú với 2.000 năm lịch sử, văn hóa, kiến trúc, kết hợp hài hòa giữa cổ xưa và xen kẽ với hiện đại của thời kỳ Xô Viết. Tashkent là biểu tượng của lòng hiếu khách, của tình hữu nghị và điều này đã được khẳng định khi nhân dân Xô Viết chọn làm nơi sơ tán trong Thế chiến thứ hai. Và ngược lại, đó là sự giúp đỡ quên mình của những người bạn từ mọi ngóc ngách của không gian Xô Viết khôi phục thành phố bị tàn phá bởi trận động đất năm 1966. Hoài niệm Liên Xô trân trọng giới thiệu top 10 điểm tham quan hấp dẫn nhất ở Tashkent và chắc chắn bạn sẽ bị thu hút bởi những nét đặc biệt nơi đây. Vị trí thứ 10, núi Chimgan và hồ chứa nước Charvak. Vùng núi ở Tây Tin Sơn có hồ chứa nước Charvak nằm cách Tashkent chỉ 90 km về phía đông bắc. Đây là hồ chứa nước nhân tạo được hình thành từ đập của con sông Chirchik chảy dài 100 km nằm giữa dãy núi ngoằn nghèo Chimgan. Hồ Charvak như tấm gương xanh mở ra trước mắt du khách là khu nghỉ mát trượt tuyết cao 1.600 m so với mực nước biển. Kể từ thời Xô Viết, Chimgan được biết đến như Thụy Sĩ của người Uzbek do phong cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ cùng khí hậu mát mẻ. Giống như sân trượt băng, các đường trượt tuyết hoạt động từ tháng 12 đến tháng 3. Vào mùa ấm áp, có cáp treo hỗ trợ để dễ dàng chinh phục những ngọn núi. Đồng thời, những người yêu thích đi bộ đường dài và yêu thích dã ngoại thì đây là điểm lý tưởng. Ở Pastalik có khu nghỉ dưỡng trên núi hiện đại đẳng cấp thế giới Amir Soi chào đón du khách quanh năm trên không gian rộng đẹp 900 hectare dọc sườn núi Chaskan. Vị trí thứ 9, cung điện Romanov. Cung điện Romanov, đại công tước Nicholas Konstantinovich nằm đối diện quảng trường độc lập, được xây dựng theo lệnh của ông vào năm 1891. Vì rất ấn tượng với phong cảnh nơi đây của Trung Á, hai kiến trúc sư xuất sắc Benoist và Geisenman đã hoàn thành ý nguyện của nhà vua, cho ra đời một kiệt tác hiện đại. Thiết kế đã thỏa mãn những đam mê chính trong cuộc đời của Romanov. Ngay cả trong suốt cuộc đời của mình, hoàng tử muốn giới thiệu nghệ thuật cho tất cả những người quan tâm. Vì vậy, nơi ở không phải là một pháo đài trú ẩn bất khả xâm phạm, mà là một bảo tàng và cánh cửa của cung điện luôn rộng mở chào đón du khách, bất kể tầng lớp của họ như thế nào. Các vật chung đề bày và lịch sử xuất hiện của chúng trong bộ sưu tập do chính hoàng tử đích thân sưu tầm. Vị trí thứ 8, Bảo tàng nghệ thuật ứng dụng Uzbekistan. Bảo tàng nghệ thuật ứng dụng được thành lập vào năm 1937 với thiết kế ấn tượng và được trang trí bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, cũng như những bức tranh phong phú. Những bậc thầy nổi tiếng của Bukhara đã làm việc mệt mài trên những tuyệt tác. Di sản của họ phản ánh trường phái nghệ thuật của các nghệ dân Tashkent, Samarkand, Bukhara. Bộ sưu tập bảo tàng lên tới 7.000 hiện vật không thể tái tạo về nghệ thuật của Uzbekistan. Chúng ghi lại sự phát triển tài năng nghệ thuật và nghề thủ công của người dân đầu thế kỷ 19. Mỗi sản phẩm mất hơn một năm làm việc và tất nhiên giá cũng tương ứng. Vào thời cổ đại, nhận một món quà như vậy được coi là một điều xa xỉ lạ thường. Và những món đồ hiếm được chế tác khéo léo thường xuyên được trao đổi trên con đường tơ lụa. Vị trí thứ 7, Viện Năng lượng Mặt trời. Vào năm 1987, nhà vật lý Liên Xô Sadık Azimov là người khởi xướng xây dựng tổ hợp năng lượng mặt trời ở Parkent, cách thủ đô 45 km ở độ cao 1.000 m. Tổ hợp nghiên cứu để theo dõi sự tiến hóa của mặt trời, tác động của nó đối với khí hậu và con người. Viện Năng lượng Mặt trời còn thực hiện các chức năng sản xuất năng lượng mặt trời với gương parabol hội tụ cao 54 m và 64 thiết bị định vị gen quay hướng vào các tia tháp công nghệ. Việc làm nóng lên tới 3.000 độ C diễn ra trong tích tắc và được sử dụng để nấu chảy kim loại. Việc sản xuất nhiên liệu hydro thông qua quá trình phân tách nước ở nhiệt độ cao sẽ trở thành nguồn năng lượng tiết kiệm chi phí
và thân thiện với môi trường. Bạn có thể tự kiểm tra các phát hiện khoa học của mình. Đó là sử dụng một lò nướng nhỏ được thiết kế dành riêng cho các thí nghiệm của du khách. Trong đó, một vật nhỏ bốc cháy trước mắt bạn mà không có tác động rõ ràng từ bên ngoài, như trong phim khoa học viễn tưởng. Vị trí thứ 6, Quảng trường Độc lập. Quảng trường Độc lập là trung tâm của đất nước Uzbekistan, với tượng đài cùng tên hình quả địa cầu ở trung tâm. Các đường nét của Uzbekistan được in nổi trên quả cầu như một biểu tượng của sự thống nhất với cộng đồng quốc tế. Từ xa có thể nhìn thấy 16 cột đá cẩm thạch trắng như tuyết, tức là khát vọng tốt đẹp và cao quý, đội vương miện với những con cò bay lên. Đây là biểu tượng cổ xưa của sự thịnh vượng ở phương Đông. Người ta tin rằng nếu bạn thực hiện một điều ước thực sự ở đây, những con cò sẽ mang giấc mơ lên thiên đường. Quảng trường cũng là nơi gặp mặt của nhân dân và du khách trong lễ kỷ niệm năm mới Nowruz, cũng như các lễ hội đầy màu sắc. Vào ngày 9 tháng 5, trong ngày tưởng nhớ và tôn vinh, du khách tập trung tại tượng đài Ngọn Lửa Vĩnh Cửu với tượng đài Người Mẹ, tượng trưng cho Tổ quốc, để tưởng nhớ những người con đã hy sinh trong Thế chiến thứ 2. Vị trí thứ 5, Bảo tàng Quốc gia Uzbekistan. Bảo tàng quốc gia lớn nhất và lâu đời nhất ở Trung Á, được thành lập vào năm 1918. Tòa nhà bằng nhôm hiện đại với khung chân bằng đá cẩm thạch màu xám được xây dựng vào năm 1974. Tòa nhà hình khối theo phong cách hiện đại là nơi trưng bày triển lãm độc đáo về kho tàng tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch và Trung Á cổ đại, cũng như một bộ sưu tập ngoạn mục của các nghệ sĩ tiên phong người Nga. Di chuyển dọc theo sảnh của bảo tàng 4 tầng, đi qua 3.000 hiện vật giống như một tấm gương phản ánh di sản và các giai đoạn phát triển văn hóa của Uzbekistan. Từ năm 1935, việc hình thành các quỹ nghệ thuật Uzbek bắt đầu. Triển lãm bao gồm các tác phẩm sáng tạo của Benkov, tranh của Sarakhan, phong cảnh Samarkand, Bukhara và Tashkent của Ivan Kazakov. Hãy ngắm nhìn những bức tranh phong cảnh của Sushkin, Ivazovsky và những bức tranh màu nước của Sommer, những tác phẩm của Levitsky, cũng như một vài tác phẩm hiếm hoi của Levitan. Vị trí thứ 4, chợ Chorsu. Chợ Chorsu nằm ở trung tâm của thành phố cổ, là một trong những khu chợ lâu đời và lớn nhất cả nước và Trung Á, có từ thời con đường tơ lụa vĩ đại. Đây là một công trình kiến trúc tầm cỡ và rộng lớn hơn là một khu chợ. Bạn sẽ rất dễ lạc trong vô số khu mua sắm, giữa các quầy hàng và cửa hàng, và quên cả thời gian. Và nó cũng rất đáng giá, ngay cả khi bạn không phải là một người nghiện mua sắm. Trao đổi và mua bán là một phần không thể tách rời của văn hóa Trung Á, và đây là nơi tốt nhất để trải nghiệm. Những quan sát có giá trị đang chờ đợi ngay cả khi dạo bình thường ở đây. Nhưng nếu bạn quyết định mua sắm và muốn tham gia vào quá trình thương lượng trực tiếp truyền thống, bạn sẽ có được những kinh nghiệm quan trọng và trải nghiệm sống động. Một khu chợ ở phương Đông không giống bất cứ nơi nào khác, thể hiện khí chất của cư dân nơi đây. Vị trí thứ 3, tháp truyền hình. Tháp truyền hình Tashkent cao 375m hùng vĩ với ngọn tháp nhiều màu, chiếu sáng trong đêm và lung linh kiêu hãnh, được xây dựng vào năm 1985. Từ bất cứ nơi nào trong thành phố cũng nhìn thấy tòa tháp, vì vậy nó đóng vai trò như một ngọn hải đăng cho du khách. Khởi hành theo bước chân các đoàn lữ hành trên con đường tơ lụa vĩ đại, bạn có thể đến tháp truyền hình bằng tàu điện ngầm. Câu chuyện về sự xuất hiện của tòa tháp ở Tashkent cũng không kém phần thú vị. Dự án ban đầu được phát triển và phê duyệt cho Baghdad, nhưng cuộc đảo chính ở Iraq nên dự án đã không thực hiện. Khi điều chỉnh dự án, các kiến trúc sư đã rất chú ý đến vấn đề động đất. Tháp truyền hình được xây dựng với khả năng có thể xảy ra trận động đất mạnh 8 độ Richter. Do đó, tháp truyền hình thứ 3 về mặt lịch sử và chiều cao, sau tháp truyền hình Astankino và Kiev, đã xuất hiện trên lãnh thổ Liên Xô. Vị trí thứ 2,
Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm Tashkent khai trương vào năm 1977, gây ngạc nhiên không chỉ bởi sự sạch sẽ đến vô trùng mà còn bởi kiến trúc tuyệt đẹp. Tàu điện ngầm Tashkent là hệ thống tàu điện ngầm thứ 7 ở Liên Xô và là công trình giao thông dưới lòng đất đầu tiên xuất hiện ở Trung Á. Một bảo tàng phi thường dưới lòng đất, trải dài từ những góc xa của thủ đô và tập trung vào các nhà ga trung tâm với những giao điểm của các tuyến, như thể được tạo ra để bảo tồn cho hậu thế sự cộng sinh thẩm mỹ của di sản Liên Xô, văn hóa truyền thống và nghệ thuật hiện đại. Không thể nhầm lẫn tàu điện ngầm Tashkent với bất kỳ tàu điện ngầm nào khác do giá trị của vật liệu được sử dụng để trang trí nội thất mang tính nghệ thuật khác thường, có sức hấp dẫn riêng. Các bức tường, cột và sàn nhà được trang trí bằng đá cẩm thạch với các sắc thái tinh tế. Tất cả những điều này cùng với trần được trang trí sơn màu, mái vòm phù điêu bằng đồng, gốm sứ pha lê tráng men, đèn cách điệu theo chủ đề và đèn chùm sang trọng đáng kinh ngạc cho phép chúng ta gọi chính xác các tác phẩm nghệ thuật của nhà ga. Vào năm 2023, có 48 ga hoạt động ở Tashkent nằm trên 4 tuyến, nhưng mạng lưới tàu điện ngầm vẫn tiếp tục mở rộng. Vị trí số 1, khu phức hợp Karet Imam. Khu phức hợp Karet Imam bao gồm nhà thờ Hồi giáo Sheikh và lăng mộ Sasi, là trung tâm lịch sử của Tashkent cũ, tiếp giáp với những con phố hẹp sau cuộc chinh phục của người Ả Rập vào thế kỷ thứ 8 và sự phá hủy thủ đô của Vua Sáp. Trung tâm của nền văn minh Hồi giáo đã được hình thành tại đây. Nhà thờ Hồi giáo Sheikh được xây dựng vào thế kỷ thứ 19. Lịch sử hình thành gắn bó chặt chẽ với Hàn Quốc Golan. Vì đức tin thực sự và sự trung thực của mình, ông đã được đặc biệt danh Quốc Vương Vàng. Với phong cách kiến trúc độc đáo, các cửa sổ và các bức tranh khảm trên tường được chạm khắc công phu. Các tháp được xây dựng theo kỹ thuật truyền thống, không có thang máy, chỉ có cầu thang xoắn ốc để đi bộ. Ngày nay, tòa nhà gạch nung với những bức tranh khảm đầy màu sắc ở mặt tiền, cổng chạm khắc và tranh trang trí đã biến thành trung tâm bán đồ lưu niệm quý hiếm của các thợ thủ công địa phương. Từ xa, có thể nhìn thấy bộ ba mái vòm màu xanh của Madasa thu hút du khách và các nhiếp ảnh gia. Một chuyến viếng thăm Karet Imam thật thú vị dành cho những ai yêu thích Tashkent và đang thiếu tâm trạng phương Đông. Bạn hãy theo dõi các video tiếp theo trên kênh Hoài Niệm Liên Xô để có thêm thông tin về đất nước và con người Xô Viết, đồng thời lưu lại những khoảnh khắc hoài niệm, những dấu ấn sâu lắng trong lòng của nhiều thế hệ người Việt đã từng gắn bó những năm tháng tuổi trẻ của mình tại Liên Xô. Chúc bạn luôn vui vẻ.